Ở đây là có ba vườn lận nha mọi người, ba háo sờ bự như nè, trồng ổi và đu đủ. Bây giờ mình sẽ đi vô một vườn trước tiên. Phía trước là cải thảo trồng đặng chuẩn bị làm kim chi mùa đông nè. Khi mình vừa bước vô, đập vô mắt của mình là những cây chuối, cây đu đủ, cây thanh long, cây ổi. Tôi tưởng đâu lạc vô cái vườn trái cây của bà ngoại tôi luôn chứ. Có mô. Nếu quê hai mươi bách thiệt cho nó đây. Ồ, 그런 느낌이겠다. Papaya 있고, guava 또 비닐만 없어지면. 있고. 우리 할머니 집에 모든 과일 나무 다 있어요. 야, 너무 ngoại của tiên trồng đủ các loại trái cây luôn mọi người,가고 đu싶네. đủ nè, ổi nè, dừa nè, chuối nè,야, mãng꽃봐. cầu nè. 너무 예쁘다. Bà nét bông뭐지? đẹp quá. Ừ, 이거 뭐야, 근데? Đây là hoa đu đủ nha mọi người, papaya namu. 이게? Và cây đu맞네. đủ luôn. 장난. 와우. Ôi, về tới Nam bố cô ta, tôi nhớ Việt Nam quá à. Nhìn mấy cảnh này chịu nổi mọi người. Y đơn cầu bông mê hoà quạnh chân. Chảy nước mắt luôn. 대박. Wow. Đi về hai mươi đi chip đi sang tháng này hồi. 엄청 커. 와. Nhà bà ngoại tiên á mọi người. Nhìn Trồng đu đủ rất là sai gì? trái luôn á. Mình cứ ăn xong rồi mình giục cái hột xuống đất là nó lên đu đủ đu đủ đu đủ tiếp. Mà trái nào trái nấy chà bá lửa không, tại vì chơi bón phân hữu cơ á. Yeah. 장난 Đây cây này rất là quen thuộc với mọi người bên Việt Nam, nhưng mà với tiên thì nó ôn lại bao nhiêu kỷ niệm trái chanh. À ơi, chanh này ta nói làm món gà xé phai hoặc là pha nước nóng uống cũng ngon. Tiên hay hái pha nước nóng uống á. Hồi đó ở dưới quê ngoại tiên á. Trời ơi, cái chanh này mọi người. Tự nhiên tôi nhớ tới cái bài hát gì. Ba trồng toàn là những cây dễ thương. Gì? Nào là cái gì đó mọi người. Quên rồi. Đây, lá chanh nè. Cho bà hưởng cái nè. Wow. Trời ơi, sảng khoái không? Sảng khoái chưa? Ồ! Ồ! 이 파리에서 어떻게 레몬 냄새가 나지? 원래 나요. 요리할 때 넣어요. 아, 베트남에. 이거를? 네, khi mình nấu ăn á là một số món mình bỏ lá chanh vô, hoặc là mình anime sauce mạnh tê tê. Sauce mạnh tê tê mấy cái nước, hoặc là mình làm nước sốt đó mọi người, giống như là món gỏi tôm sốt Thái á mọi người. 장난이다. Tôm sống sốt Thái là너무 mình phải bỏ좋다. vài lá chanh vô ăn rất là ngon luôn. Trời ơi, tôi nói tới đâu nước miếng tới nước đó, thiệt.나 레몬 나무 처음 봐. 엄청 커. Trời우와. ơi má ơi, đủ đủ nè. Bà mì chiên bà chỉ là kiểu như là Wow. wow. Là bà có nghĩa là bà làm tới thôi đó. 진짜 커 이거 이거. Đủ đủ ngập tràn luôn. 장난이야. 이게 익은 거냐? 안 익은 건가? 나 얼굴만 해 봐. Đây là chanh giống nha mọi người, chanh con giống á. Có rất là nhiều người Việt Nam của mình tới đây mua về nhà trồng á để mà ăn này kia rồi, thì đây người ta ươm giống người ta bán nè. Mọi người muốn mua thì liên hệ cho chủ vườn nha, mình sẽ để số điện thoại ở dưới comment. Đây mọi người, ỏi nha, nãy giờ bắt đầu hái đường bọc nè mọi người, quá ngon. Bà cắn vào nha, ăn tốt tốt luôn. For you. Ồ, 뭔데? Ỏi. Guava. 뭔지 Guava. Guava. 알아야지? 이게? 이게 Guava. guava. Thả guava. Hả? Ồ, Ỏi이건 chín hết trơn luôn á mọi người.말랑말랑한데? Không có chín héo đâu nha. Guava 아닌 것 같아. Guava má sao mà cãi tôi không à? Guava? Đây 이게. Hàn Quốc có guava. Đây là ổi của Hàn Quốc Guava. các À, chín mềm luôn nha. Chín mềm ngon ghê luôn á nè mọi người nè. Rồi ăn đi bà. Rồi sao? Hộp không? Có hộp. Si mạnh chưa? Không nhớ ship phải. Chụp cơm tay còn chụp cơm xì còn sai không tay không? Thả Xin mà sẽ bị lạnh nè. Bà nó ngọt ngay luôn. Tiên tử đâu chua chua ngọt 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 ngay luôn. Rồi bà cắn luôn cho đó. Sao vậy? Sao vậy? Làm sao? Nó mụn ngắn có vậy á? Bà nói này ăn được không? Hơi chát không? Chụp cơm tới bà chưa? Chụp cơm tới bà. Ôi sao? Bà nói chua quá. Ôi sao? Sao? Chưa, chưa. Chưa chốc mà xích sợ. Chưa. Chưa chốc cái Ôi sao? Hai lá chanh hả chị? Quả chanh. Này là hai bà lại mua cây giống nha mọi người.
Hai bà lại mua cây ổi giống, cây mít giống. Nói chung là chị này bán vừa trái cây vừa giống luôn. Nhãn có. Nhãn luôn hả? Có trái chưa? Chưa. Quá xịt ạ. Gì có me luôn hả? Cây me luôn. Cây me luôn. Chuối giống nè. Chuối giống luôn. Đó. Rồi bà con mình muốn trồng một vườn trái cây đậm chất miền Tây thì hãy lại chỗ này mua cây giống về trồng nha mọi người. Bên kia. Bên kia cây giống bên kia. Sang bên kia cho quay nhiều hơn. Ok. Đây là cây chuối nha mọi người. Tiên đang giới thiệu cho Mì Chinh. Chị Mì Chinh biết là lá chuối này dùng để gói bánh tét mà chỉ thường hay ăn. Cũng mua ở đây á. Ik ở đó sẽ uri ik inam mu ik chả là cái gì vậy? Bì. Chip mặn từ. À chip. Sốt cũng nói đi. Chả là. À. Chip chip chip. Anh chị chip. Chú bung. Chú. À chip mặn từ cô. Người ta mày vô đi ha cô. Sốt cũng nói đi. Thì nói với bà là hồi đó hay hái lục bình với lá chuối để chơi mấy trò chơi trẻ con á mọi người nấu ăn. Uzan uzan rồi sao cái ta? Ik uri chip mặn cái này không? Bì ở đây toàn chết rồi. Cái này cái uzan á chị. Bì ăn nó được. Hồi đó làm nhà chòi bằng chuối này là không bao giờ bị ướt luôn mọi người, tại vì nó là nó che luôn á, nó che mưa luôn á. Trời đất ơi, bụi chuối nó bự, nhìn tôi thèm gỏi cháo gà thiệt á. Này mà có bông nó là đã luôn coi nè. Lâu dữ lắm mà mới được gặp bụi chuối nha. Trời đất ơi, ổi nè mọi người, lủng lẳng thấy cưng ngon rồi nè. Ổi nè. Trời ơi. Gì hả? Hồi em hái mới về em nướng thịt bò em ăn coi. Trời ơi coi nè. Ổi nè mọi người. Phụ đây, nguyên một nải chuối luôn. Một buồn chuối luôn mọi người. Buồn chuối chứ phải nải chuối nha, buồn chuối. Yêu cười chín chà mà xích xời à. Vô đi hả mẹ. Cốt. Bà là cốt. Bắp chuối nè mọi người. Bắp chuối này. Ngồi, chị ăn được chứ chị? Quá xinh kìa tỏ. Ngồi hái cho em nghe. Nè, này cái trái sẽ chân bò. Kìa, cơm mơ. Trời ơi. Cảm ơn. Chị chào xin chào. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị ai chị. Ok. Cảm ơn chị là hồi xa nha. Ăn đi. Cái nhau hốt, Hiểu. Không. Không có từ nào để diễn đạt được, nên là cứ ăn đi. Được rồi, cứ ăn. Nước rồi hả? Nói không nghe được gì hết nè. Nói lại coi. Rất là tươi luôn mọi người. Wow, 향이 근데 향이 너무 좋다. 맞아, 그 thơm lắm. 그렇지, 뭐 ỏi thơm lắm đó. 옛 날에 공부 할 때 할머니 밭에 이런 이거 가지고 새 먹잖아요. 새 밤에 먹고 그 향이 솔솔솔 들어와요. 공부 못 해. 저 나 줄 건가 봐. 그지. 오, 탈랑. 저이, 탈랑 chị. Ôi trời. Hồi đó đó mọi người đi. Học bài á, mà ngồi trong nhà đó, mà ngoài vườn á. Ngoài vườn mà ổi chín nó bay mùi vô, mà chim nó ăn phần nửa, còn phần nửa ổi chín nó bay mùi vô là học hành không nổi gì luôn đó, thiệt sự luôn. Đây có chấm bà. Thanh Long. Rồi Thanh Long. Trời đất ơi, Thanh Long hái tại vườn, ăn tại vườn luôn má. Được bà. Trời ơi. Cảm ơn chị yêu. Cảm ơn em. Cảm ơn chị yêu. Đổ nọ. Cảm ơn em yêu. Cảm ơn em yêu. Tôi oh, 어떻게 먹어야 돼? 또 잘라 줄게. 더 잘라 줘. 밥만 뒤집어 가지고. 아. 딱 làm tư đi cho dễ à. Không cắt gì nữa. Ê, Thái Thanh Long này nhớ tới cái bài hát của chú Thành Lộc với cô Hồng Vân hát cái bài gì mà. Bài hát gì mà cô Hồng Vân bắt ngồi bắt cặp nữa cho Thanh Long đúng mọi người. Ăn đi, cứ ăn đi không phải nói gì hết, hiểu rồi. Ngon quá. Ngon quá. Ngon.
못 꼬인데 왜 그래? 아, 아니 사실. 그냥 아니, 한국 사람 좋아해요. 아니 되게 달아요. 와. 리 nhẹ qua chị chủ vườn nhà trẻ măng mới 25 tuổi trắng tươi như cục bột vậy đó. Đẹp mà mắc cỡ rồi. 이게 원래 이렇게 생긴 거예요? 네. 막 마트 같은 데 보면 되게 깨끗하고 막 그렇잖아. 이거 유기농. Không phun thuốc, không rải phân. Sản phẩm sạch. Clean eat. Ăn sạch. 그래. 이런 거 먹어야 돼. Ăn cái này nè. Chín cái mặt. Ăn mấy cái này mới ngon nè. Nó với lại mình bên Việt Nam mình xuất qua, bình thường người ta hái vừa chín. Tiếp đi, tiếp đi. Vậy đó hay à? Dạ. Còn tôi trả lại cho bán giấm thanh long này không? Ờ, giấm thanh long em có bán mà. Ai nói gì nói, bà cứ ăn. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Có thà. Giống qua. Đây có cỡ rồi xin mong con gặp à? Nè. Bà nói chắc là hái cái lá trên đó kim xuống đây. Cắt ngang giống. Mình cắt ngang chỗ phần này nè. À, có cái trái lá rồi chứ. Nè. 이게 뿌리인가? 그때 뒤에 레야 쟤. 잘 레야. 이게 레야? 레야 맞아. 뿌리 뿌리. 맞지. 이래갖고 심으면 나는 거 아니야. 어. 다육이네. 너 용용 하고 그냥 좀 막 이렇게 나가 봐. 좀 생다. 어. 여기 뿌리 나면 심으면 되는데. 아파. 어, 자리 자리 찍지. 자리 찍어. 자리 찍지. 뜬 거 맞나? 자, 나 그 오응 와. 이 thương nó ghê vậy đó. Đó, nó mới sao ra nghe. Chị nói chị lại em chữa không thôi mấy bữa nay mà này. Chị đó hả? Trời ơi, mãi yêu. Trời ơi, thương quá à. Nè ra, với cửa Takake à. Tiên sẽ hái cái này nha mọi người. Trời ơi, nó không chịu lìa cành. Wow. Thanh long giống trái cám ghê vậy đó. Có ai biết trái cám gì với miền Tây không? Cái vỏ này chăng trái cám luôn vậy đó. Wow. Lá dứa nha mọi người. Chị Nhung bà nấu chả bí đao cho tiên mà bà yêu cầu phải có lá dứa. Đây, hôm nay tôi sẽ cho bà lá dứa theo như ý nguyện của bà. Rồi. Chị là chị bỏ mối cho chị Nhung luôn hả? Rau củ đâu á? Không chị, tại vì bình thường bữa nay người ta đã từng mua thì ấy, còn gửi đi thì hôm nào lá dứa này. Mới gửi đi. Ồ, lá dứa nè mọi người, cưng không? Ồ, lâu lắm mà tôi nhớ nhà bà ngoại tôi ngay dưới cái ao á, cái ao ngay cây nước á, một bụi lá dứa tao nói nghe thùm lùm luôn á. Cây mặn trồng chục cây chết còn 6 cây nha mọi người. Hẹn sang năm xuống ăn mặn nha. Bà chủ vườn đã bả đã nói là hẹn đi sang năm xuống ăn mặn nha mọi người. Wow. Nè nha mấy anh cha. Hẹn mày. Tháng 7 hẹn gặp lại mày tháng 7 năm sau nghe con. Được 2 cây. Mặn cầu sim hả? Ờ cây sabo chê mà. Sabo chê hả? Sibo hả? Trời ơi cái sibo nè mọi người, chừng nào mới ăn được. Cái trái chứ chứ. Năm 2 năm nữa hả? Đói ghi chờ. Năm 2 năm nữa được ăn sibo nha. Ủa đi chín hết kìa chị nè chà. Tùng sen à. Mà lấy thằng thích cái nhang đi. Nè nhớ nè. Hỏi ớt tùm bốc bốc là cô. Trời ơi. Thằng lâu lâu đi rồi gì vậy? Mía nè. Trời ơi cái mía mọi người. Cái mía. Ủa? Sao thằng? Su su. Wow. Cái mía nè mọi người. Cái gì thế? Cái này nó không có ngọt lắm. Phải ngọt rồi em cho chỗ em xay nước mía gì không? Ồ. Nó chưa có già ấy. Chưa có già đó. Wow. Đây nè. Cái đây. Cái đây. Bà mì chín lần đầu. Bà thấy được cái cây chuối mà không nó nên lời luôn mọi người. Ờ bự quá. Wow. Cái bắp chuối. Chà cốt bơ. Cốt bơ sao? Ồ, cái gà nó cũng có. Ồ, bự giờ bá lửa rồi. Một cái to đó được. Đây chị. Con chuối nè. Con chuối. Ờ, nguyên bù nè. Trời ơi. Bà mì chiên chắc bỏ về Việt Nam chứ cái họng bà không khép họng không khép lại được. Dẫn bỏ về dưới nhà ngoại thì là cái họng bà chỉ không khép lại được đâu. Bà có là bà cứ dị hoài cả ngày đó. Wow, chín chắc quý bà. Wow, nó mua cơ. Thấy chuối nè mọi người. Nó mua nè. Cái chuối này sao nó u nu vậy? Ờ, thấy cưng ghê trời. Nãy chuối này. Có một bộ ra xét banana. Ê, bộ ra xét banana. 색깔이 보라색이네. 어, 이 대가. 어. 대박. 어, 빨리. 와, 뭔가 떼는 거야, 이거. 진짜 보라색이야. 어, 이거 너무 rõ lắm. 뭐 nhìn rõ không? 빨갛는데? 뭐 뭐. 맨 하얗게 짠.
lựa trái nào chín nè. Rồi giới thiệu với mọi người chồng của con bé đẹp gái lúc nãy. Được tốt như thế nào? 지금 들어가 있는 거는 이제 열대 작물이 한 네 동 있고 그다음 묘목하고 이제 기타 만드는 게 또 한 두 동 있고 여섯 동. 와, 묘 아 묘목 이거 새끼 같은 거. 예. 그럼 그것도 사갈 수가 있어요? 예. 대박이다 여기. 와. 그리고 체리가 한 여섯 동 있고. 가볼 수 있나요? 체리가 열렸을까요? 지금 안 열렸어. 아 예. 6월 달에. 6월 달에 내년에 뵙겠습니다. 체리. 몇 년 되셨어요 이게 지금? 한 6년 좀 넘었어요. 네. 이제 자리 잡으신 거예요? 네, 이제 한 3년 전부터 이제 네. 자리 잡았고. 다 사장님 땅이시겠네? 아, 저 땅은 아니고. 조금 있어. 아, 그게 그거네요. 네. 와, 대박이다. 네. 네. 저희 계속 맛있는 거 먹고 있어요. 아, 맛있게 드세요. 네. 얘기하면서. 네. 전 저희 구경도 많이 하고 있어요. 땡큐 많이 해요. 예? 네? 어? 아, 신기한 거 많이 해요. 아, 많아요? 네, 네. 바나나 나무 같은 처음 봤어요, 다. 왜요? 저 베트남에서는 많이 봤는데, 어? 네. 이 언니는 아, 본 적이 없어서. 네. 아, 또 이쪽에서는 처음 보고. 네. 그렇죠. 바나나 나무로 많이 열린 데는 많이 있는데, 네. 또 일절이 구경하기 또 힘든 것도 또 있죠. 아, 아 근데 되게 신기한 게 너무 많아요. 네, 어. 많죠. 저기 가보려고. 정궁 bé đẹp trai quá ha. 장만아. 뭐가 있다 그래 가지고. 여의 nữa, tài năng. 주 rừng. 감사합니다. 네. 주 rừng giỏi đẹp trai, trẻ măng luôn mọi người. Trời ơi, hết sức dễ thương. Giờ mình sẽ đi qua bên vườn khác nha. Có vườn cherry nữa nhưng mà bây giờ cherry chưa có trái. Để chút xíu nữa tôi quay cây cho mọi người xem thôi rồi sang năm mình quay trái nha. Chờ phải để cái 그람을 채워가지고 또 파나로는구나. 인크람, 이크람, 인킬로 아마. 하이 바 베트남기 đang mua trái cây đang cắn nó đặng. Mấy ký, mấy ký cắn đặng rồi mọi người. Rồi đây, chụp ảnh chị Mì Chin luôn. Hai chị lên mua trái cây á. Có coi kênh của Tiên nữa, nên là biết hai chị em. Cái bông đẹp quá mọi người nha. Đây, cái ổi tím nha mọi người. Wow. Ổi tím hay ba loại á. Cái này chanh đào bên mình nè chị. Chanh đào ha. Ôi, cái bùa đó. Đó, bắt đầu tới rồi đó. Ồ, chà mông. Ồ, bưởi. Nó chà mông nào mà chưa bỏ. Ồ. 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 Này nó vàng vàng là chín chứ chị? Chà mông nào mà ổn khi nó chắc hơn cả bà chưa chín. Anh yêu, chỗ cũng khơn. Khơn về, giờ hấu sữa là sao? Nó chua lắm. À, hấu sữa là sao? Cái này em bán được, được, được. Chồng, chồng bác hái mang tay vô cho hai em coi nè, thấy không? Asparagus. Nè, asparagus. Sao hai chồng dễ thương như nhau vậy? Ồ, chà xe. Nè. Sức cơ đi. Nè, cứ gất mắt xích sợi, chén mắt xích sợi. Thấy không? Cứ gất mắt xích sợi. Tôi nói hai chồng mới dễ thương như đều như nhau thấy không? Mà chồng cái gì cũng có màu tím mới được mới mới chịu nha. Kêu ba ăn ăn cái mồ đó. Bà chủ vườn kêu chị mình đi ăn đại đi. Ăn sống luôn. Không có xịt thuốc cải phân cho nó sạch bon à, ăn luôn, hái ăn đại vườn luôn. Hăng 그대로 아스파라거스 향 그대로 나는데 색깔이 자색이구나. Mùi thì nguyên cái mùi của măng tây luôn mà cái tím cái màu thì màu tím thôi. Cái này mắc nhất trong măng tây á chị. Wow. Măng tây tím ha. Dạ, cái này loại mà loại to là nó 25.000 kg á. 25.000 won ha. Dạ. Ừ. Còn loại xanh nó không bằng. 25.000 won là 500.000 Việt Nam mình á. Đúng rồi. Đúng rồi. Măng tây tím nè, ổi tím nè, chuối tím nè. Rồi dạ, bà có tím không? Không. Hình dần. Hình dần. Ê, tươi xanh như là canh luôn đó bà. Bà xanh tươi xanh luôn đó. Ở đây có bụng chuối nè. Ừ. Ồ, oh, banana, mini banana nè. Ê, có dòng giống chuối cao quá hả? Tại vì cứ cái sừng này nó không có cái độ cao. Ê, sao cái nãy chuối nó mọc ngộ vậy bà? Mọc chánh giữa như cái bông vậy? Nó giống như là cái tới cái nằm cái em chặt ngang, cái nó chờ dưới đây lên, cái nó lại chặt ngang. Ăn ớt không? À, trời đất ơi, cảm ơn chị. Ăn ớt không? Này ăn ớt không? Bà hỏi ăn ớt không? Cô chú mơ cái lè á, mua được một này. Cứ có chụp. Ờ, thôi bỏ đi. Chanh với lại chanh ớt nè, rồi đó chanh ớt nè. Rồi bắp chuối nữa, lá lốt nữa là vô hệ luôn. Đây toàn cảnh cây bưởi 6 triệu Việt Nam đồng 300 ngàn đã bán được rồi nha mọi người. Đã bán cho chủ rồi nhưng mà chủ không có lợi để bứng về mà để ở đây. Thì tới Tết
là lễ gì đó thì mới lại hái thôi, hái trái thôi, thì trái nó cũng không ngon lắm, nói chung là để trưng Tết thôi. Cái bưởi là xum xuê lên, mọi người thấy không? Mọi người có thể nhìn rõ những cái trái bưởi nó đang treo lủng lẳng không? Chị ơi, cái này bưởi ghép hay gì mà nó, em thấy nó có cái này hả? Dạ, cái bưởi cây ghép á. Cây ghép nè. Chanh Indo. Indo Indo라임이래. Chanh Indo. Wow. 맛있어요. 그냥 아 그냥 그냥. 응. 아니요. 아 큰일 났다. 큰일 났다. 좋아. 응. Đi vô đây nè, hái ở trong đây. Ăn ở trên đó gọi là tẩy răng luôn, tẩy ruột luôn. Ê, giống mình cảm giác như đang đi trong rừng vậy bà. Trong cái lu đồ ăn. Ngồi gai, ngồi gai. Ăn cái món phở, ăn phở đó, ăn phở đó. Do you like phở? Nó cái 좋아하는데. À, 좋다. Ồ, trời ơi. Bà hái chỗ thấy cưng không? Mua. Đi xin luôn cách kìa. Đây bà đang hái ngò gai cho tiên nè mọi người. Mùi ngò gai. Cứ sai ta ga sai ta ga. Cứ nói đây cho này à. Việt Nam này cứ dân hoa ý đơm mì cứ ý đơm mì. Dân hoa ý đơm mì cứ ý đơm mì. Dạ chế ý đơm. À dạ chế đơm mì. Có phải mùi ngò gai. Có phải mùi ngò gai không chị? Có. Trời kêu chị hoài luôn á trời. Ờ quên. Bà 25 tuổi bà nhỏ hơn tiên nha mọi người. Mà tiên quên tiên cất chị hoài luôn á. Do you like phở? I like. Do you like eat pho with me? 응. 여보, 나 이거 이거 갖고 쌀국수 해줄 거야. 응. 오케이. 뭐 hỏi tiền này lấy cái này nấu phở cho bằng đúng không? 국수에 갖다 줘야겠다. 뭐 nói thôi, để bà đem cho chị nhìn. Xuống tháng 7 á, tháng 7 là có dưa hấu vàng ấy. Ồ, dưa hấu vàng. Tiếc ghê. Rất tiếc chúng ta biết nhau quá trễ, nhưng hẹn nghe chị năm sau, hẹn em năm sau chứ lộn. 노란 수박이다. 응. Đây, dưa hấu vàng bà trồng nè mọi người. 7월에 와야 돼. Tháng 7 năm sau nha. Chị qua đây bao lâu rồi chị? Em qua được 2 năm mà. 2 năm rồi mà vậy là mình có con chưa? Em có một bé rồi, bé trai. À, Atihana Isasaya. À, Itago? Cái này chồng em nó trồng trước đi. Xong rồi em qua em mới trồng thêm một vài loại. Với lại ôm hạt á, ăn rồi ôm hạt lên. Rồi đi gửi từ Việt Nam qua nữa. Ôi, giỏi quá. Để sang năm em định là hết dịch đi về Việt Nam lấy giống thêm á, mà đợt này dịch thì mình không có xin giấy về lấy giống được. Bởi vì hết dịch là mình cũng về Việt Nam liền luôn á. Đúng rồi. Em nói nghe nè bà. Dạ. Bên hàng này bà nổi tiếng lắm phải không? Chắc cũng nhiều nhiều người biết á, tại nhiều cũng nhiều người mua hàng của em á. Ồ đúng rồi, cảm ơn. Trời ơi, tôi đưa tay ra tôi lấy. Tôi cảm ơn sao có bây giờ là mới đưa cho chị Mì, thấy ham không? Cà băng kìa ta. Cần một cái túi để đựng đồ. Nè bông thanh long này chị. Bông đẹp cực kỳ mai luôn. Vàng tiếng chàng xa xứ. Thanh long đó hả? Ừ. Wow. Nó nở ban đêm không à? Nở ban đêm thôi đó hả? Đúng rồi, nở ban đêm thôi. Dòng qua cốt ba mẹ mạnh phía ấy à. Xin chào đẹp rồi. Sao chứ nó đẹp rồi. Wow. Ba mẹ mạnh phía nào vấn đề? Vậy? 아침에 없어요. 엄마야. Thì hỏi nó đi chứ ai biết làm sao mà ban đêm nó nở, ban ngày nó không nở. 대박. 어, 탈랑 뻥뻥. 와. Rồi đó, bao qua. Này con trai em đó hả? Dạ. Yeah. Trời, đẹp trai giống ba tới nữa, gái theo đùm đùm. Quá trời, trắng tươi giống mẹ nữa. Đây nè, đi dài dài đường để hái cho hai trái ổi nè. Trời, hồi trước em ở bên Việt Nam á, em làm tóc. Ồ, 이거 아까 먹었던 거다. Hồi đó bà làm gì bên Việt Nam bà? Làm tóc. Làm tóc hả? Mỹ Dung Sin. Ồ, có mô vậy nay này, Mỹ Dung Sin hết tiêu. Mỹ Dung Sin hết tiêu. Mỹ Dung Sa này, Mỹ Dung Sa. Thảo làm tóc nè mọi người. Mà giờ qua đây trồng cây, tao nói hai nghệ nó không dính dáng gì với nhau hết trơn á. À gì? Em làm tóc ở Sài Gòn cũng được 4 năm á. Hồ Chí Minh là sờ, Mỹ Dung Sa xài nhanh hết tiêu. Trời ơi, làm tóc ở Sài Gòn 4 năm. Nếm sẽ chữa hay. Mà qua đây trồng cây. Hàn Quốc xài mà chữa hay. Hay quá hay luôn. Bộ 이게 뭐예요? 네, 베트남 거예요? 네, 그 끝. 이대로 그냥 먹어? 그냥 먹어? 어, 그냥 먹어도 돼요. 그 끝 쌀국수 같이 먹어도 돼요. 아. 그냥 주워놔 주면 다. 짠, 쇼, 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 쇼. 짠, 너무 많은 게 좋아요. 한 개, 개 này người hàng người ta để nguyên trái người ta ăn. 아, kiểu là cái trái chú quýt mà trong siêu thị bán đúng không? Nặng. 응. 왜 뭔? 이 끝 물 물 맛을. 물 마시고. 아. 먹어봐, 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 먹어봐. 그냥 아. 녹, 녹을 좀 방로. 응. 쇼. Chua. Nếm xem chua. Phê 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 phê. Phê. Nhả đi, chua. À chua. Chua.
để tí em coi kia em hái chanh móng tay cho. Nghe nè, 25 tuổi mà làm tóc ở Sài Gòn 4 năm. Ủa? Là bắt đầu làm từ năm 24 tuổi. Quá giỏi luôn. Sao mà giỏi dữ vậy trời. Qua đây là thêm một vườn trái cây. Qua đây là thêm một vườn trái cây chuyên nghiệp gì nữa. Thật là đáng nể luôn á. Em kêu chồng em á, em mở cho em tiệm làm tóc ở đây đi, có kêu á làm năm chưa đủ mệt sao còn đi làm tóc nữa. Quá vậy. Thôi. Nhưng mà sau này á, nếu như mình thích đam mê á thì dạ, mình làm. Không, giống như là tại vì em giống như muốn mở thì làm nhỏ nhỏ thôi. Bình thường tóc chồng, tóc con, tóc mẹ, tóc này kia em làm hết. Ờ thì đó, quá trời giỏi luôn, ở đâu mà cưới được con vợ tao nói văn võ song toàn kiểu này. Thiệt chứ ông này ông tu ba kiếp hay sao đó. Đó. Phong cách làm sao mày ta? Phong cách kiểu giống như là phải tủm mang về vậy đó, kiểu vậy. Wow. Chỉ cần bà nói mít là bà biết cái mít luôn, chứ không cần nó nói tiếng gì chứ. Mít rồi thì sao? Mít. Mít rồi thì rồi bà hỏi mít đâu? Mít đâu? Ốp sao? Vế? Mít đâu? Sao bà hỏi sao có mít rồi bà? Đâu chặt ta? Tham bảo có sao? Nè, 1 năm, 3 năm, 4 tế sơ. À, có như là cần 3 năm nữa mới ra trái đúng không? Đúng rồi, tầm 2 năm, 3 năm nữa mới có trái. Tại vì bên này xanh như tí xì à, nậu, giờ mê nậu rồi à. Giờ nó còn nhỏ lắm cây con mọi người nha. 3 năm nữa là mình sẽ có mít ăn nha. Này nhớ quá tới đây. Này nhớ quá ốm em tạo đến cầm mối quan hệ. Mình hãy giữ mối quan hệ thân thiết với nhau nha bé. Này. Bé Lê Khả Mi. Trời đất ơi, cái bữa găm mà tôi nhìn tôi thèm gà thiệt á. Ê, phải bà nói sớm mai nay tôi mua con gà trống cho em lên được rồi. Là hai chị em mình làm bữa nhậu luôn rồi. Sẵn có rau găm, có chanh, có ớt, có sả, có bắp tép chuối gì đầy đủ luôn. Là mình làm một món gà, trời nó ngon nè mọi người. Qua tới bên kia luôn. Trời đất ơi, rau găm ở lợi, chịu đời đắng cay ông nội ơi. Một bụi thùm lum. Quá xuất sắc. Giờ mình đang đi vô coi trên móng tay nha mọi người. Là nó như cái hình móng tay hay sao bé? Nó cỡ tầm cái ngón tay mình, có nhỏ hơn, có lớn hơn. Ờ. Đây, phải không? Dạ. Nó này phải không? Dạ. Trên móng tay. Cứ kết mà xíu xíu. Cứ kết... Ăn chung với thịt nướng hả cưng? Dạ. Cái này 1kg tới 100.000 tiền hàng á chị. 1kg ship mà này có mồ. Hả? Ê, đang ăn, nói cái bộ đứng hình luôn. 1kg 100.000, 1kg ship mà này. Xong ghép xe đang ca thêm mốt cho mình. Chín chả mà xịt xịt. Wow. Cái nhà này muốn ai xa như này kìa. Ừ. Ngon không? Mà xịt xịt á. Ừ. Ngon lắm. Xinh ghê ta. Nó lạ quá, ngon thiệt á. Ngon. Mở đi. Tôi có chân là ít được thành được kìa mình đấy. À. Trên móng tay nè mọi người. Giống trứng ếch ghê ta. Một kẻ cú đi ai cách hình thế. Sorry, thì là tóc thật. Giống như là nó nổ bụp trong miệng mình đó mọi người. Sao? Trời đất mẹ ơi, cái chanh này nó bự như trứng khủng long vậy mà nội. Trời đất ơi, cái chanh này rồi có bán cho ai chưa vậy? Chưa bán ai hết. Cái này bán nhiêu chị? Cưng. Cái này hả? Dạ. Nhìn nó mua về rút tờ. Em không biết nó, không biết chồng em nó mà. 내가 아무것도 없는데. 에서 우와. 에서 사카이 내고 너 고려한 거 해. 내가 줄 놓은 게 맞나? 그 야간 차이 먹어. 같이 찍으랬네. 오케이. 이거 담 한 차이 바 차이 한 차는 없어. 이거 접붙인 거죠? 너 솔렁리라. 접붙인 거지 이거. 네. 와. 대박. 바타 뭐요? 레몬. 근데 남자. Trời ơi, ba ghép cây luôn, ba chơi ghép cây luôn chứ không phải bình thường nữa. Cái này là quá trời giỏi rồi chứ không phải bình thường nữa nè, không nổi. 이거 접붙인 거예요, 뭐라. này là ổi giống nè chị ha. Dạ, giờ mình đang bán luôn chứ chị, chứ gì? Em cũng đang bán ổi giống. Đây nha mọi người, Facebook của em gái dễ thương bán tất cả các loại cây giống bên Hàn Quốc cho mọi người muốn mua thì vô Facebook Lê Khả My, sống tại Hà Đông, Trần Sang Nam, Tô Korea. Và số điện thoại là số 010 2507 7877 nha. Mọi người liên hệ số này để mua cây giống nha mọi người nha. Tiếp theo mình qua cái vườn thứ ba. Đây là vườn cây giống của cô bé tài năng dễ thương. Xinh đẹp. Nói chung rất là đáng yêu rồi mọi người. Chân chất miền Tây. À, xả phải không? Dạ, xả. Xả. Lemon crush. Này, cái này. Cái này có gì nên? Gào gấp cá. Nguyên một đám luôn, trị viêm nhiễm các thứ nha mọi người.
rất là tốt luôn. Để gắp cá. À. Gắp thơm. À. Gắp thơm ăn phở nè. Người ta ăn chuối. Ừ. Gắp thơm nha mọi người, gắp thơm. Gắp thơm ăn phở, nguyên đám luôn trời, nguyên đám gắp thơm ăn phở. Chanh này là mùi chuẩn Việt Nam luôn hả chị? Hả cưng? Ý là giống như là có nhiều loại á. Ừ. Cái này em đem giống từ Việt Nam sang luôn là cây luôn á. Tắc chanh, chanh Việt. Hai hàng hai bên là chanh giống không mọi người? Đây là nơi bán chanh giống của bãi nha. Ai muốn mua tắc chanh thì liên hệ số điện thoại lúc nãy tiên đăng lên đó. Hoặc là xuống comment coi số điện thoại nha. Mua ủng hộ em gái miền Tây thân yêu nha. Ở Hàn Quốc. Người Việt thành công ở Hàn Quốc rất là nhiều luôn. Hôm bữa thì chị chủ vườn nho Simuskit. Đây là vườn măng tây nha mọi người. Asparagus구나. Cây măng tây. Cây măng tây. Đây là wow. Mình tự dán like lên mình hết. Ồ. Wow. Cái này giống như thế này. Wow. Ồ. Hương thì thế kì, 부드러운 느낌? Phải nói cái mùi thơm nó rất là dịu nhẹ luôn á. Mấy tạ. Ngon. Hồi nãy cho ăn hơi sượng sùng, bây giờ tự hái tự ăn luôn. Đây, vườn của bé này đã được lên chương trình Giới Sexy Nghệ Cội An là quê hương tôi lúc 6 giờ của đài phát thanh KBS nha mọi người. Wow. À, bằng tay ha. Trời ơi, ông chồng của con bé dễ thương, nhiệt tình, thân thiện, đem nước ngọt cho hai chị em uống nè mọi người. Ông pha soda với lại nước chanh, rồi ông làm nước đá, rồi ông làm, ông chế biến cái món gì đó nha. Wow. À, 사탕 소스 먹고 싶은데 아 아깝네요. 사탕 소스는. 네. 우와. 아, 뭐 레몬 넣고 nắng chanh vô trong soda nha mọi người. À, gì vậy? Nắng chanh vừa Việt Nam, vừa chanh Ấn Độ, vừa chanh Hàn Quốc luôn. 탄산수에다가 요 이제 라임이나 레몬을 넣으면 진짜 레몬수 해가지고 탄산수 연예인들 막 들고 다니잖아요. 물에다가 보통은 타 먹는데 우리는 또 그렇게 하기는 좀 그렇고. 향도 깨려 뭐 이거. 라임이 향이 더 좋아요. 얘는 뭐예요? 그거는 레몬. 얘 또야? 레몬인데 국내 없는 거. 저거 저. 이거 생긴 게. 난 또 많이 봐. 특이하게 생겼죠. 엄마 이래. 시원한. 어, 야망아. 와, 향 봐. 레몬. 향이 너무 좋네요. 그렇죠. 네. 라임도 물이 굉장히 많이 나. 사장님 너무 잘생기셨네. 손해기 아까운 인물이신데. 네? 아들이 너무 예쁘네. 아, 너 내 짜야해요, 아? 근데 농사 짓는 게 편해. 일도 좋고. 내 짜이해요? 내 짜이. 내 짜이. 감사합니다. 오, 내 짜이. 아주 새콤할 거예요 지금. 씨앗은 네, 알아서. 네, 알아서 드시고. 아, 그때 진짜 30대처럼 보여요. 와! 진짜 맛있다. 진짜 맛있어요? 어, 맛있어요. 제가 사이다 이런 음료수 별로 안 좋아하잖아. 기다리고 있습니다. 와, 시원하고. 냉달, 냉달. 입안이 엄청 향긋해지는. 뭐, 약간 더 없는, 더 뭐, 짠나 먹는 거, 상쾌해. 와우. 와우. 염짠 모으면 되게 안 맞나? 막 거친 소다 하요나. 사회 맨날 이런 거 드시니까 피부가 되게 좋으신 거구나. 뭐야? 완전 모공이 하나도 없다 이거 진짜. 옹바 나이가 안가오. 아이 kiểu này sao mà hỏi sao mà già được. 제만. 아우 저렇게 또 아. 아. 상하여라. 아. 우리 집에서 볼 수 없는 감정. 아. 근데 이제 연리 너 mọi người ơi. 행복해 야. 시어. 응. 아야, ngon nhiều mà còn chơi nữa. 그럼. 얼마나 달콤한데. Ngọt nhưng mà còn chê nữa, bà thiệt á. Chết chua nữa. Quán chứ mà xin nè. Nè. Quá trời, ăn đi. Thấy nha. Không nên như vậy, có cưng không nên như vậy, ngọt ngay luôn mà. Bố kê kê ổ sơ. Nam đơn không mong nên. Cứ như con nhỏ. Gán tặng hưởng đi. Ý chẳng được chồng, tớ gà chối á, mơ gật tạ hả chị. Nên chị chắc mà xin nè. Bà mua có hết sữa không? Ờ, mua hết sữa. Bé có hái cho mình nè. Trái đu đủ thấy cưng lắm nè. Chính chú nhật sẽ bảo lý cho anh. Hái trái tình là mấy cái anh gần mới ra rồi nè.
sự là cũng không có cần nhiều lắm, tại vì ở quán thì cũng có hết rồi, cần gì thì mua ở đó thôi chứ không có cần hái nhiều để mà tay đùm sách mang đem về á. Giờ bé đi hái cho Tiên bắp chuối và lá lốt nè mọi người. Wow. Mốt chị nào xuống Cầu Sơn chơi hú chị nha. Dạ. Yeah. Chị bao cưng tới bến luôn á. Để khi nào em xuống có thời gian em xuống Cầu Sơn em gọi cho. Gọi cho nhớ gọi chị nha. Xuống Cầu Sơn là gọi. Ừ, nhớ nha. Tại vì cũng lúc qua đây tới giờ cũng muốn. Cũng nhiều chỗ đi xưa này kia. Mà ăn vậy Việt Nam thì em ăn được có hai quán ở Jinju. Xuống đây rồi chị dặn bà Nhung đặt lẩu món Việt Nam ăn. Thèm gì nói. Trời, gì cũng thèm chứ xỉu. Ừ, ông nội nhìn giống lá trầu của bà nội tôi thấy ăn thiệt á. Nhà bà nội chị nguyên vườn trầu, ăn trầu nhai bổm bẻm suốt luôn. Ôi. Bên đây lá bự không nè. Ừ. Lá lốt mình hái gì mình làm món thịt bò cuốn lá lốt nha mọi người nha. Thịt bò cuốn lá lốt nhiều người. Người ta để mỡ heo á. Đa phần là để mỡ heo vô đó nó thơm á. Sang năm chắc em ươm giống bán. Bà dẫn tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đố mọi người cây này cây gì? Cây lý nha. Cái vườn này tôi nói từng 3 năm 4 năm nữa thôi là rất là nổi tiếng bên Hàn luôn, tại vì bao trùm tất cả các loại cây trái nhiệt đới bên Việt Nam mà. Cây cốc, cây gì cũng có hết, từ ít tới nhiều thôi. Sau này tương lai là huy hoàng lắm đó, thiệt sự luôn. Ê, nấm gì đây? Nấm gì? Nấm ức ó hay gì? Ức chó hay sao? Ức mèo. Ức mèo á? Nấm này ăn được nha mọi người. Nấm này ăn vô là sao? Ăn vô là nghỉ qua YouTube luôn. Con bé nói chuyện nó cưỡng chết luôn. Cưng qua đây cưng thấy cuộc sống ở đây làm sao? Chỗ này làm sao? Màu hồng. Màu hồng hả? màu hồng gì thì chưa biết. Lúc đầu qua thì nó màu hồng lắm nha. Lúc đầu qua thấy vườn trái cây Việt Nam thấy hồng lắm nha. Sau này qua từ hồng cái nó đen lại giờ nó đen thui. Giờ nó xám xịt luôn hả? Giờ nó xám xịt luôn. Chỉ thấy chỗ này nó kiểu như là quá là thôn quê luôn á. Dạ. Xa chợ, tuốt trong đầu trong hốc luôn á. Chắc cưng buồn lắm, nhiều khi buồn lắm hả cưng? Buồn lắm á chị, tại vì bình thường á, ở đây mình muốn đi chợ này kia. Chợ gần á thì đi ra, ở gần đây thì cũng đi tầm 2 cây số mình mới tới. Còn không á, đi xa thì cũng 15-16 cây ấy. Ừ, quá là xa luôn. Nên nó buồn. Trời ơi, chứ bên Việt Nam á, mình muốn đi đâu cái mình xách tích mình đi à. Còn bên đây á, không có đâu. Này là quá là kiểu trong núi trong vườn luôn á. Ở riêng tự kỷ luôn. Không nhưng mà có vườn cây này mình cứ tươi chỉ tốt cho nó đi không sao đâu. Thì giống như là mình qua đây mình có vườn cây ăn trái xong rồi cái mình muốn ăn gì mình cũng có mình ăn á chị. Mình không có cảm thấy mình thèm với lại cũng đỡ nhớ Việt Nam hơn. Nhìn cây này cây nọ. Như nãy chị vô đây chị thấy cây đu đủ, chị thấy cây chanh là chị nhớ cái ổi rồi chị nhớ vườn nhà bà ngoại chị á. Bởi vì em qua đây nhiều khi đi ra đi vô mình thấy vườn cây này kia mình cũng thấy không khí này cũng giống như cũng giống Việt Nam nha, tất cả chỉ mọi thứ cái là nó buồn hơn á. Tại vì ở đây không có gần nhà ai mà giờ có mẹ qua đây ở chung cũng cũng đỡ rồi. Người Việt Nam cũng ít, chợ hồi lúc đầu mới qua nó còn thê thảm hơn nữa. Giờ có mẹ qua đỡ buồn này, cố gắng lên. Ai cũng vậy mà, cuộc sống mà. Bước ra đường là cảnh xung quanh nè mọi người. Bên đó là vườn cherry của bé này luôn nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vườn hả cưng? 6 mảnh vườn cherry. Hẹn mọi người sang năm sẽ quay. Nãy anh chồng của con bé đã hứa với mình rồi, sang năm sẽ điện thoại cho mình hay. Bạn xuống quay á mọi người. Rồi, cảm ơn cưng nha. Bữa nay tính là phải cho đầy cái cốp này luôn mà thôi không có đủ rồi. Như vậy thôi. Cảm ơn cưng. Trời đất ơi, bà Mì Chin là bảo khóa nhất bye lắm. Bye. Bà cưng ông nhất lắm. Thôi bà mẹ đi ẩm về nuôi luôn. Ông ba nha. Con trai cưng của con bé này nè mọi người. Nó bye không bye. Lạ luôn á mọi người. Nó đi luôn á mọi người. Cưng á. Cưng á dạ. Cưng à. Tôi xin. Bà khóa nít lắm. Bà cưng nít lắm. À, nó có camera 아는구나. À, chắc là biết có camera cho nên là nhìn camera thẳng diện luôn nè mọi người. Chị chứ, ôi, 그렇지. Chồng bà cứ hái cho liên tục luôn nè mọi người, thấy cưng không? Nè,
그 하나 저리. 아, 그 레몬이다. 어, 짠 몽타 이거 시시 시시. 그렇죠. 비싸다던데요. 비싸. 1kg 2kg. 2kg. Rồi hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên và chị Mì Chin nha. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Diệu Anh TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên, TikTok, Instagram Diệu Anh Em. Và ai muốn mua các sản phẩm về nhân sâm hồng, sâm nấm linh chi, thuốc các loại tiền đình, thuốc độc quỷ, hồng sâm cho em thì hãy liên lạc qua Facebook Diệu Anh TV nhân sâm hồng chính hãng nha. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người. Nè, nè nhớ mắt đây ạ.